Tôi có rất nhiều gỗ nha các bạn. Để tôi xem có giống game Minecraft không. Ô, đây là game Minecraft các bạn ơi. Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay là lần đầu tiên tôi chơi Fortnite PC. Ngày xưa thì cả đồ họa con cùi tải về có chơi được đâu mà. Là nói chung là những cái con game gọi là hay ở trên PC là không bao giờ chơi được. Bây giờ thì mới chơi được. Thì Fortnite từng là một trò game làm mưa làm gió ở trên cái nền tảng Twitter. Ở bên cái nền tảng Twitter thì Fortnite là một game để livestream khá là nhiều người coi. Còn ở Việt Nam thì tựa game này nó không được gọi là phổ biến cho lắm. Tôi, một người đi theo xu hướng của thế giới, không chạy theo đám đông nhưng chạy theo cả thế giới, Ủa? và người chơi Fortnite tệ nhất thế giới có lẽ hiện tại đang là tôi. Cho nghỉ mẹ một đi. Chơi chơi chế độ solo đi, chơi chế độ solo để chúng ta luyện tập. Nốt ho là cái gì? Sờ bớt là nhảy nè. Game hơi lắc, có lẽ là tôi cần phải setting lại. Đây không phải là một căn nhà nữa, đây giống như một cái máy hiên thôi. Đây là khẩu súng. Tôi sẽ đập phá cái ô tre này để lấy những cái công trình. Tôi sẽ lấy gỗ. Ô, đi xe được này. Tôi sẽ đi qua khu nhà kia. Nhà này có vẻ không có ai. Chết cờ rồi, làm sao nhảy ra nhờ? Làm sao nhảy ra các bạn? Ui, tôi giết người rồi coi. Ủa, game này không có nằm à? À, có control mới là ngồi. Tôi giết được một người rồi các bạn ơi. Bom này là bom gì? Ui. Cái gì? Hiểu rồi. Nope. Ui. Tôi không biết xây công trình. Có cách nào bỏ vào ba lô hả? Tôi bắn được 2 kill các bạn, quá là ghê gớm. Người chơi tệ nhất Free Fire cuối cùng đã bắn được 2 kill. Tôi có rất nhiều gỗ nha các bạn. Để tôi xem có giống game Minecraft không. Ô, đây là game Minecraft các bạn ơi. Cái hồ đang dớt xuống nhưng mà đặt được luôn mới ghê chứ. Nãy giờ không đặt đạn chết rồi, không có nằm đúng không? Gì vậy? Dừng lại ở top 40 thôi á. Vãi cà trưởng. Thằng này biết chơi. Thằng này biết chơi. Nhảy giữa ban lùa luôn, khỏi chạy bo. Nhảy nhà này luôn, chắc đông người đang chơi nhau ở đây á.
Một người, hai người, chơi dán người cái kiểu, chơi đều mà. Chết mở tôi rồi. Ghê quá. Ghê quá à, dí tôi ghê quá. Không cho nó đập, không cho nó cái gì hết, đập hết. Cứ gặp gỗ là đập rồi các bạn. Gặp để đập lấy mấy cái kia xây xây tháo tác các kiểu. Nãy giờ đi không gặp người nào được tham quan. Có thực mới giật được đào phải có máu chứ. Đập nát công trình này hơi giữ nút control rồi mới di chuyển trượt này. Bắn luôn. Ui giời ơi, bắn được thần là chết với thần rồi. Người chơi tệ nhất Fortnite. Đi đâu vậy? Ủa? Ui ui, tôi đang bị bắn và...